Từ 25 tháng 8 năm 2023 tới, toàn bộ phân xưởng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn NSRP sẽ dừng sản xuất 55 ngày để phục vụ công tác bảo dưỡng tổng thể lần đầu sau gần 5 năm vận hành. Hoạt động bảo dưỡng tổng thể lần 1 này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các thông lệ sản xuất tốt nhất với nỗ lực đảm bảo tính an toàn và bền vững trong quy trình sản xuất của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, cũng như đảm bảo sản lượng ổn định trong mục tiêu dài hạn. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hiện là một trong những nhà máy được thiết kế và xây dựng với công nghệ hiện đại và phức tạp nhất châu Á. Thời điểm hiện tại, nhà máy có công suất chế biến khoảng 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương 10 triệu tấn một năm. Trong thời kỳ bảo dưỡng, các phân xưởng của nhà máy sẽ tạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất. Để giảm thiểu tác động của việc tạm dừng sản xuất trong thời gian ngắn, nhà máy chủ động triển khai sớm các phương án tối ưu nhằm xúc tiến khẩn trương quá trình bảo dưỡng, giảm thiểu thời gian bảo dưỡng mà vẫn đảm bảo chất lượng của công tác bảo dưỡng. Cùng với đó, nhà máy đang phối hợp làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để đảm bảo công tác bảo dưỡng tổng thể mà không ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường xăng dầu trong nước cũng như người tiêu dùng. Sau đợt bảo dưỡng tổng thể này, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đẩy mạnh sản xuất, cung ứng kịp thời, ổn định cho nhu cầu nhiên liệu của doanh nghiệp và người tiêu dùng ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm tới.